Thưa cha, chúng con cảm ơn Ngài, lời Ngài dạy chúng con. Nhưng trước hết, ta bảo với các ngươi rằng hãy cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, vì các bậc cầm quyền do Chúa dựng nên. Chúa ơi, như ngày xưa Chúa đã dựng nên thế giới này một cách rất là trật tự, hài hòa, thì Ngài dựng nên các bậc lãnh đạo và lòng các vua trong tay của Chúa. Giờ này con dâng họ lên cho Ngài. Chúa ơi, họ cũng có một linh hồn như chúng con và họ cũng cần được cứu. Ngài yêu tất cả mọi người, không phân biệt chi hết. Và Ngài muốn mọi người nhận biết Ngài ăn năn để trở lại. Và con cầu nguyện cho các bậc cầm quyền của chúng con, mắt và lòng họ được mở ra. Chúa ơi, để họ nhận biết Chúa Giêsu là cứu Chúa. Xin làm cho tấm lòng của họ ngước lên, mắt và đầu họ ngước lên để nhận biết quyền tối cao tẩy trị của Chúa vua trên muôn vua, đang điều khiển lịch sử, đang có một kế hoạch cho thế giới này mà cho đất nước của chúng con. Lời cầu nguyện của con là lạy Thánh Linh của Chúa. Ngày xưa nếu Chúa không mở mắt chúng con thì chúng con cũng sai lệch, chúng con cũng đi sai trật, cũng chống nghịch Ngài, cũng thờ hình lạy tượng và biết bao nhiêu điều xấu xa. Nhưng ngày hôm nay bởi Thánh Linh Ngài, nếu không bởi Ngài kéo mọi người đến cùng Ngài thì không ai được đến cùng Ngài. Cho nên con cảm ơn ân điển của Ngài càng lớn lao cho cuộc đời chúng con thể nào. Thì nguyện ân điển của Chúa cũng giáng trên họ. Con cầu nguyện để mắt lòng họ mở ra, để họ khôn ngoan nhận biết Ngài, phải có đường lối chính sách, phải có những giải pháp để dẫn dắt đất nước của chúng con đi trong đường lối của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cha ơi, lời cầu nguyện của chúng con ấy là chúng con sẽ nhìn thấy được những bậc lãnh đạo ở trên đất nước của chúng con lần lượt quay về thờ phượng Chúa. Con cảm ơn Ngài và con cũng cầu xin Ngài và thăm viếng họ mỗi người một cách cá nhân. Con biết rằng trong những giai đoạn như thế này, họ cũng phải đối diện, họ cũng phải bối rối rất là nhiều để chống chọi giữa cơn đại dịch. Lời cầu nguyện của chúng con là lạy Chúa, lòng mắt lòng họ mở ra nhận biết Ngài. Con cũng cầu nguyện cho các cơ đốc nhân được ơn của Chúa để được đặt ở trong mọi ngành nghề ở trong đất nước của chúng con, hầu cho tin lành của nước Đức Chúa Trời được ảnh hưởng qua mọi ngành nghề mà Chúa đặt, để hầu cho những người trong mọi ngành nghề đó cũng nhận biết Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con tôn thờ Ngài là nguồn yêu thương của mỗi một chúng con, không muốn một người nào hư mất, muốn mọi người đều ăn năn. Con cảm ơn Ngài vì con tin rằng khi lời cầu nguyện chúng con thì Ngài sẽ nhận. Chúng con thấy trong mọi ngành nghề đều có sự sáng, sự sống, đều có những người cơ đốc nhân tinh kính ở trong các mọi ngành nghề đó và đem lại ảnh hưởng vô song. Con cảm tạ ơn Chúa Giêsu vô cùng. Chúa ơi, chúng con tôn cao Ngài, nguyện trong ngành chính trị những ngày tới chúng con sẽ thấy có một sự thay đổi lớn. Con cảm ơn Ngài, danh Chúa sẽ được đồn ra, không phải chỉ một cá nhân, nhưng danh Chúa được đồn ra trong mọi ngành nghề trong đất nước của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúa ơi, trong đức tin chúng con cảm ơn Ngài vì lời cầu nguyện chúng con đã được nhận. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao phó thời giờ này trong tay của Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.